Ok, lại giới thiệu với anh em một siêu phẩm đến từ Apple nhé. Đó là Apple Watch Series 4, bản LTE của Mỹ. Series 4 size 44 màu vàng, bản LTE của Mỹ. Thì cái phiên bản này là phiên bản đã qua sử dụng. Thực tế nó là cái hàng mà nhân viên USCom sử dụng và trải nghiệm để cho khách hàng tham khảo sản phẩm. Thì chắc có lẽ là cũng đến thời điểm để có thể đăng bán sản phẩm này. Bởi vì là với cái hiện trạng tình trạng như này thì giá máy nó sẽ rẻ hơn để có thể tiếp cận được nhiều các bạn hơn, các bạn mà yêu quý những cái dòng sản phẩm của Apple Watch mà đang muốn sử dụng những cái phiên bản như Series 4 này. Series 4 này thì có thể với cái màu này và cái cỡ này thì có thể dành cho nam, các bạn nam thì đeo tương đối là phù hợp, hoặc là các bạn nữ muốn sử dụng một cái màn hình to thay cho size 40 thì các bạn cũng có thể quan tâm và lựa chọn cái phiên bản size 44 này. Đây là phiên bản LTE, thì cái LTE nó sẽ có cái vòng màu đỏ này, màu đỏ như ở đây đó, vòng tròn màu đỏ. Thì cái phiên bản này mình sẽ để cái link giá phía bên dưới, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cả bên USCom. Thì đây là cái hiện trạng của nó nhé, hàng đã qua sử dụng và nguyên bản nguyên zin, cam kết nguyên bản nguyên zin. Anh em qua tham khảo sản phẩm thì sẽ được test nước, dìm nước, ngâm nước thoải mái. Đó, khi mua thì cũng sẽ được tặng kèm theo dây đeo này. Dây đeo này, đó. Chúng ta chỉ việc đeo thôi. Ở đây thì cũng đã có miếng dán màn hình rồi. Đó, miếng dán màn hình. Cái này thì miếng dán màn hình này nếu mà dán lâu ấy, thì nó sẽ chắc chắn hơn là dán mới. Nếu mà cả các bạn mà lựa chọn phiên bản này thì cứ thế mà đeo thôi, không phải mất thời gian dán lại và phải chờ để cho cái miếng dán màn hình nó ăn. Đó. Đây là cái Series 4, size 44, màu vàng. Ok, rất là đẹp. Chống nước tuyệt đối nhá. Có rất là nhiều tính năng như là đo nhịp tim này. Đây, tính năng đo nhịp tim này. Theo dõi các hoạt động thể thao, chạy bộ. Rồi là điều khiển nhạc, điều khiển nhận thông báo cuộc gọi, trả lời cuộc gọi ở trên đồng hồ của các bạn. Ok, rồi, bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 090 969 9286. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới để cho các bạn cùng tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.